Chào tất cả mọi người, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Để chào một video mới và một ngày mới, chúc anh em cũng như mình sẽ được nhiều may mắn. Thì mình sẽ tiếp tục lại quay phát lọc cho anh em nhé. Video phát lọc của ngày hôm nay cũng chính là video mà mình đăng hôm qua nhé anh em. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ để lấy link để qua quay random, chọn anh em may mắn và phát lọc cho anh em. Và đây là ứng dụng quay random nhé anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dán link vào. Cái này như là xổ số, anh em nào may mắn thì được thôi. Nhưng mà xổ số thì 100 số mới chọn một số, nhưng mà mình 100 người mình đã chọn luôn 3 người rồi anh em. Lọc người dùng trùng lập này, lúc nãy 121 cái bình luận, bây giờ còn bao nhiêu, 98 cái bình luận thôi anh em. Xổ số thì anh em chơi mất tiền, nhưng mà cái này anh em chẳng mất gì, chỉ có để lại bình luận thôi anh em. Ok, bắt đầu đi tìm người may mắn đầu tiên của ngày hôm nay anh em. Người may mắn của ngày hôm nay là ai đây? Lý Hoàng. Người may mắn đầu tiên là Lý Hoàng. Chúng ta đi tìm người thứ hai nào anh em. Người thứ hai may mắn TVP Vlog. Ok, người thứ hai nhá anh em. Người thứ ba cũng là người may mắn cuối cùng của video này anh em. Người thứ ba Hoàng Phát như 21. Ok anh em. Anh em nào trúng thì để lại bình luận là trúng cộng với số Momo, cũng như anh em nào không trúng thì để lại bình luận để tối nay mình livestream, mình sẽ quay phát lọc cho anh em tiếp nhá. Rồi chúng ta bắt đầu trở lại với con game nào. Vốn mình hôm nay là 10 củ nhá anh em. Với vốn 10 củ này mình sẽ vào săn hú bầu cua nhá. Bình thường mình livestream mình săn hú không bao giờ nổ luôn anh em. Giờ làm video thì vác 10 củ này vào săn thử xem thế nào, biết đâu nó lại nổ hú anh em. Bầu cua gà ba con ra tỷ lệ cao nhất. Ok, mình sẽ theo ba con ra tỷ lệ cao nhất này nhá. Làm luôn mỗi con 2 củ, đã săn hú thì phải chơi to tí anh em, nổ hú nó mới sướng anh em ạ. Ba gà. Oh my god. Không thể tin được anh em, tay đầu tiên ván đầu tiên luôn. Đúng không thể tin được anh em. Mình cũng không tin được là mình vào làm phát đầu tiên nổ luôn đấy. Nhưng mà tay đấy nó đánh gà to quá anh em, gà 12 củ. Có khi nào là bot không anh em? Sao nó biết ra con gà mà đánh to thế? Các cửa khác nó đặt nhỏ mà. Đây là những người nổ hú nha anh em. Mình được 20 củ này. Nhiều nhất không? Có ông này 51 củ. Có ông 12 củ. Ông 51 này mình nghĩ rằng là bot đấy anh em ạ. Mà làm sao nó đặt kinh thế? Hú 120 củ. Đúng làng đánh 12 củ luôn anh em. Thế là một củ được 10 củ. Ok, dù sao nổ hú cũng là sướng rồi anh em ạ. Bot thì kể nó, chứ không thể tin được có ông đặt vào gà 5 củ ấy. Rồi bây giờ mình sẽ ra nha anh em. Hú này còn có 500k thì ai đi săn nó làm gì anh em. Ra tìm hú khác săn sướng hơn anh em ạ. Ra tìm hú khác nhá. Lần thứ hai. Wow, hú này 388k này. 388k. Hú này khó nuốt đấy anh em. Bầu gà cua, ba con tỷ lệ ra cao nhất mình sẽ tiếp tục săn nhá. Theo kinh nghiệm mấy ngày mình livestream mình săn hú thì hú càng to càng khó nuốt anh em ạ. Nên anh em có săn hú thì chọn cái hú nhỏ thôi nhá. Trên 200 củ thì khỏi săn luôn đi anh em. Bàn này nó cũng vừa nổ gà này anh em. 31 củ đã nổ rồi này. Gà nó nổ nhiều thế nhỉ? Bên bàn lúc nãy mình nổ cũng nổ con gà đấy. Đây là lần thứ hai mình nổ hú bầu cua nhá anh em. Livestream săn mấy ngày không nổ mà quay hai video nổ luôn anh em. Video trước cũng chỉ có mấy tay đầu thôi. Làm mấy tay thì đã nổ hú rồi. Video này đúng tay đầu tiên luôn. Nó nổ. Đúng thật sự mình không tin được đấy anh em. Lần trước mình nổ hú được hình như là 40 mấy củ. Lần này là 20 củ. Mà hai hú mình nổ là không quá 200 củ anh em. Hú trước là 160 mấy củ ấy. Sau đấy nó nổ. Hú này là 122 củ là nó sẽ nổ. Vì thế nên rút ra kinh nghiệm. Anh em thấy hú trên 200 củ đừng có săn. Dưới 200 củ thì săn được nhá anh em. Bây giờ con cua, con tôm, con bầu, ba con ra tỷ lệ cao, mình sẽ chuyển sang theo ba con này nhá. Con gà lúc nãy nổ rồi, bây giờ nó sẽ không nổ nữa đâu, nên mình sẽ không theo. Mình sẽ bỏ con gà đấy đi để chơi con khác vì mình vào săn hú mà. Nhưng mà hú gần 400 củ rồi, tỷ lệ nó nổ quá là ít luôn anh em. Nhưng mà cũng săn thôi anh em. Biết đâu nó làm cho phát thì giàu to luôn anh em. Thấy con bầu hay về, tay này mình sẽ cho nó 3 củ luôn nhá. Má không có bầu anh em. Hai tay trước nó về, tay này đặt to thì nó lại không về. Nhưng mà hên, về được con cua với con tôm thì cũng lố mất một củ thôi. Mình là người có tiền mà, vừa mới nổ hú anh em. Mất một củ thì nhằm nhò gì đâu. Bây giờ mình sẽ gấp thép lên con bầu này lên 6 củ nha anh em. Con bầu 6 củ, tay này nó về mới sướng này anh em. Mà không về thì cũng toang ấy. Bầu, có bầu luôn, có bầu có tôm, thơm. Lái 6 củ. Lên 38 củ luôn anh em, lái gần 30 củ rồi. Đáng nghỉ được chưa nhỉ? Video hơi ngắn, có lẽ mình sẽ chơi tiếp để anh em xem cho sướng nhá.
Chứ còn mà hy vọng nổ cái hũ này thì chắc là không có anh em. Hy vọng nó nổ không có đâu. Con bầu, con cua, con cọp, ba con này chuyển sang tỷ lệ ra cao anh em. Mình sẽ chuyển sang ba con này nhé. Hai bầu một gà. Hai bầu một gà hòa vốn anh em ạ. Tiếp tục nuôi ba con này để mình sẽ gấp thép lên nhé. Để mình xem con nào cần gấp thép lên nào. Con cua, con cọp. Hai con này gấp thép lên nào. Con bầu vừa mới về. Ok, con cua hai củ. Thôi bỏ con cọp đi, con cọp một củ được rồi. Gấp thép mỗi con cua thôi. 6 con cua, ra luôn 6 con cua nào. Không cua nào luôn anh em. Tay này mất hai củ. Tưởng nó ra 6 con cua. Con cua mà bự bự tí thì cũng làm được nồi canh cua rồi đấy anh em. Cua cứng đầu không chịu về à, làm 4 củ luôn, gấp thép lên 4 củ. Mình là người có tiền mà. Mới nổ hũ xong sợ gì. Con cua cũng 4 tay chưa về anh em. Nó 4 tay đấy, cứng đầu đấy anh em ạ. Cua. Hai tôm một gà mẹ mất hết luôn anh em. Tay này mất 6 củ. Cay nhỉ. Tay này gấp thép nữa không nhỉ? Tay này gấp thép nữa mà mất thì cũng toang đấy anh em. 5 4 5 tay nó chưa về. Làm liều nhá. Làm 8 củ đi, lúc nãy 4 củ, bây giờ làm 8 củ. Làm cho anh 6 con cua nào. Cua sổ báo. Sổ báo. Má. Vẫn không chịu ra cua. May mình đánh con bầu con cọp to, nó ra cho hai con này thì cũng đỡ rồi anh em. Tay này mất hai củ thôi. Bắt đầu thấy khoai ấy, anh em. Nó không chịu ra đấy, bắt đầu nó hút mình ấy anh em ạ. Đã lỡ rồi cho loét luôn anh em. Đánh lại nhá. Thôi đánh lại thôi. Không dám gấp thép nữa đâu anh em. Gấp thép nữa là hết đấy. Vẫn là con bầu con cọp. Vẫn mất hai củ tiếp. Còn 26 củ này. Cay nhỉ. Con cua mình từ khi mình đánh to tới giờ nó không chịu về luôn này. Giờ bỏ thì phí. Mấy tay mình theo giờ bỏ thì phí. Nó cứng đầu quá anh em. Làm luôn chục củ nhá. Cua ơi, cua ơi. Má may quá. May quá. Ra con cua này, 33 củ. Quá là may luôn anh em. Chứ không tay này mình mà không ra con cua nữa thì mình cũng hết sạch đấy anh em ạ. Tay sau mình cũng cho đi hết luôn đấy. Tay này có lẽ mình sẽ đánh lại ba con này nhá. Mà con bầu, con bầu hay về mà lúc nãy không về, bây giờ mình sẽ cho lên 5 củ. Con cọp thêm củ nữa, con cua nữa. Giờ mình sẽ đánh to tí anh em. Có bầu có cọp. Ngon. Ô sake. Lên lại 38 củ rồi. Cố gắng nhá, cố gắng lên thêm 2 củ nữa. Giờ mình sẽ đánh nhỏ, thêm 2 củ nữa là 40 củ, lái 30 củ là nghỉ. Ô sake. Đánh hai con này. Hai con này thôi. Kiếm luôn 2 củ nữa. Kiếm 2 củ nữa sẽ nghỉ. Thêm con tôm nữa anh em. Thêm con tôm nữa chắc ăn nhá anh em. Có mỗi con tôm, may quá mình còn vớt vát được con tôm này. Lố mất một củ. Lại tiếp tục đánh lại ba con này thôi anh em. Đánh lại ba con này mà thêm con bầu với con cọp nhỉ. Thêm mỗi con một củ đi. Giờ lại bắt đầu phải gấp thép rồi anh em. Phải gấp thép nó lên đấy. Chứ không là không lên được 40 củ. Có khi nào vì hai củ. Má hai cua một gà. Toang luôn 5 củ. Vì hai củ mà mất luôn 38 củ không nhỉ? Hai cua một gà. Cua gà. Tay nào cũng về nhỉ? Gấp thép lên con bầu đi. Con bầu 4 củ. Con cọp 2. Con tôm 1. Bầu 3 bầu. Lố mất một củ anh em. Con to nhất nó lại không về. Còn mỗi 31 củ này anh em. Mỗi 31 củ con gấp thép con bầu nhá. Lên 8 củ đi. Lúc nãy 4 củ, bây giờ 8 củ. Bầu bầu, xin con bầu nữa. Xin con bầu nữa là gần gỡ lại. Gần 40 củ anh em. Bầu. Không nói nên lời luôn anh em. Nó về con nhỏ nhất. Còn 23 củ. Toang rồi anh em. Toang rồi đấy.
Bỏ mẹ con bầu đi anh em, bỏ mẹ con bầu đi, theo con cua, con tôm với con cọp, chơi con cua to to tí, làm bảy củ cua nhá. Cua hay, yeah, ba cửa về cả ba luôn anh em, ba cửa về cả ba luôn, 33 củ may quá, tay này ăn hơn chục củ anh em. Con gà tỷ lệ về khá là cao này anh em, mình sẽ chuyển qua con gà nhá, gà cọp cua ba con này. Làm con gà 5 củ, đánh to tí, mong sao hên được vài tay thôi anh em. Vài tay lên 40 củ là nghỉ luôn đấy. Gà, có cọp cua may quá, có cọp cua lố mất 1 củ này. Cọp cua bầu, bầu lâu lắm giờ mới ra này anh em. Mình bỏ lâu lắm đấy, giờ mới ra lại này. Con cua về hai tay rồi, con tép tay mới đây không về. Bây giờ mình sẽ bỏ cua theo con tép nhé. Tép, cọp, gà, thêm con gà to to, 6 củ, ok. Tay này chục củ ấy anh em. May quá có gà có tép. Đấy, lại lên 38 củ. Ngon, 2 củ nữa thôi anh em. Cố gắng 2 củ nữa thôi. Đấy, lại lên 38 củ. 38 củ này mình thấy 3 lần nữa anh em. 3 lần cứ lên 38 củ rồi xuống, nó không lên được nổi hơn đấy. Giờ 3 củ nữa. 3 con này. 2 cá 1 cua. Lại lố mất 1 củ. Xuống 37 củ rồi. Tay này vẫn đánh lại nhá. Đánh lại 3 con này. Gấp lên không? Gấp lên con tôm đi. Con tôm con gà. Gấp lên 2 con này. Mỗi con thêm 1 củ. Có tôm có gà. Có tôm có gà ra luôn anh em. Thoát nhanh luôn đấy. Hai bầu một cá. Ôi, cứ khi nào sắp được 40 củ là nó cứ mất một tay thông luôn anh em. Một tay mất luôn 5-6 củ luôn đấy. Giờ còn mỗi 32 củ. Gấp mạnh lên. Con tôm con gà cho nó lên mạnh lên. Hai cua một cọp. Mất tiếp 4 củ. Còn 28 củ. Khó nhỉ. Kiếm mỗi 2 củ nó không cho anh em. Kiếm mỗi 2 củ nó không cho luôn ấy. Tôm 5 củ, cua 5 củ, con cọp nữa, cọp 2 củ thôi. Bỏ mé con gà đi. Có cọp. Lại con nhỏ nhất. Rồi rồi, bắt đầu thấy toang toang đấy anh em ạ. Bắt đầu thấy toang toang đấy. Còn 18 củ, 18 củ tất tay con tôm với con cua đi. À, hai con này nuôi mãi. Ok, hết tiền, số dư không đủ nha anh em. Cua tôm, hy vọng hai con này sẽ về lại anh em. Cua tôm. May quá, có cua có tôm luôn. Tất tay đúng hai con. Lại lên 36 củ. Nín thở chờ đợi luôn anh em. Nó mở bát mà mình nín thở luôn đấy. Về đúng hai con mình chơi. Có lẽ hôm nay lên 40 củ nghe khó anh em. Có lẽ nghe khó đấy. Làm mấy tay nữa rồi ra thôi. Lên không lên thì thôi anh em. Chứ nghe khó chơi đấy. Hai gà một bồ. Lố mất 2 củ tiếp này. Nó cứ lên đến đấy nó lại xuống anh em. Nó không cho lên 40 luôn đấy. Làm vài tay nữa nghỉ anh em. Chứ không chơi được nó nữa đâu. Thôi. Chục không chục thì thôi. Lẻ cũng được anh em. Có lái là mình ra thôi. Chứ không như cái tay lúc nãy mình tất tay vắt mà nó không về tôm cua thì mình trắng tay đấy. Nổ hú cũng cho đi luôn đấy anh em. Nên bây giờ mình có lái mình sẽ nghỉ. Tay này tay nữa mình sẽ nghỉ anh em. Được bao nhiêu thì được thôi. Hai bầu một cua. Tay này khó chơi. Còn 33 củ. Có lẽ mình sẽ nghỉ thôi anh em. Nghỉ chắc ăn anh em ạ. Mình sẽ thoát ra nhá. 33 củ là mình lái 23 củ ấy. Cũng là quá ngon rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở livestream tối nay. Bye bye mọi người.